Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ Lòng TV trong phần chơi Minecraft Uncharted Expedition. Và có một cái bong bóng kìa. Làm sao bắn hạ nó đây? Slingshot. Tao làm thử coi. Bắn bong bóng. Có gì vậy? Quick go. Ờ, không được. Rồi, không bắt hạ được. Không vui. Lấy đá chọi được không ta? À được kìa. Lấy đá chọi được. Balloon box. Oh yeah luôn. Ginger flower. Để không coi ha. Đây nó có cái end heal nè. Người ta nói end heal là cũng có được tác dụng á. Cho nên bây giờ ta sẽ phải về coi thử. Tình hình nhà sao? Để đồ sao? Candy. Candy làm gì? Ăn thôi, kẹo thôi, không làm gì. Mini RV. Cất vô luôn. Dọn lại một cái. Rồi bây giờ mình sẽ lo vấn đề đồ ăn một cái. Muốn đi khám phá, muốn làm này nọ thì phải có đồ ăn, trồng trọt. Chăn nuôi tính sao ha. Đầu tiên là trồng trọt trước đi. Trồng trọt đầy đủ đồ ăn tính tiếp. Đồ ăn nó có chất lượng, xịn hay không xịn đó. Ta coi thử coi. Có con dao nữa. Dao làm gì? Harvest. Rồi sử dụng con dao để kiếm này kia. Và End Hill đâu? End Hill đây, Rotten Lock. Đi kiếm mấy con này, thêm End. End farm, burger farm. Rồi, nhiều thứ quá. Nhiều thứ phải biết quá. Biết một hồi xỉu luôn. Ok. Vô đây trước đi ha. Ta sẽ trồng onion xuống. 5 cây. Trồng potato xuống. Lúa mì. Tomato. Potato xong rồi tới tomato. Fertilizer.
Pre-fertilizer. Poro mới chịu. Hơi bị mệt đó, compost. Còn xa lắm. Vậy thì chưa. Do làm con dao nữa cho đủ. Làm luôn tấm thớt. Có dao, có thớt. Bone meal. Đó, đây là một cách để kiếm bone meal. Cũng rất là thoải mái. Cách gì nữa không? Không. Bone meal vô được không? Bone meal vô được nè. Phải chuột thu hoạch. Phải chuột bằng cây này. Và chất lượng vẫn như vậy. Nó không có thay đổi. Rồi, làm sao để chúng ta có chất lượng tốt hơn? Chờ chút xíu, đi ngủ một cái. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Flint này. Chàng ơi, phải kiếm flint đó à. Rồi, quá đơn giản luôn. Qua bên kia đóng xuống có gì xài. Gì kì vậy? Mười phần trăm. Không được, không được. Đỡ hơn là tự đập ha. Nhưng mà mất độ bền ghê quá. Rồi đó. Để giữ lại được cục này nữa. Hài ghê luôn. Có cần giữ lại không? Không cần giữ lại đóng đại đâu đi. Linh, linh này. Này mới chịu. Ok. Fishing. Có bé tí nè. Chắc chúng ta có thể sử dụng bé tí để cho khỏe hơn. Aquatic. Lock up the sea. Fisherman ha. Nhưng mà upgrade này không khó. Quan trọng là bò mút sữa được thoải mái. Là không có cái gì khó hết. Ok lắm á. Rồi còn gì nữa. Bây giờ mình muốn có đồ ăn đầy đủ. Flax. Flaxseed. Flaxseed là phải đi đập. Raw. Chuyến hành trình kỳ thú chỉ có thể bắt đầu khi mà chúng ta có đầy đủ đồ ăn. Mặc dù là đồ ăn có cũng được từ cái ngôi làng này rồi, nhưng mà nó không có chất lượng. Bánh mì đâu có chất lượng đâu, ăn hoài luôn á.
Rồi straw làm gì? Organic compost. Chuyển đổi thành rich soil. Trồng cây tốt hơn. Trap trap. Mắc dữ à. Nó có cần phải có điện hay không nữa nè. Leather container. Ta phải đi kiếm động vật đem về. Bên kia có heo cù bò gà. Rồi có gì đó nữa kìa. Đi chơi chút ha. Đi coi thử coi có gì ở bển. Thỏ. Ồ. Dungeon, dungeon. Giờ này mà xuống dungeon cũng hơi nguy hiểm. Qua đây trước. Wow, trúng mánh rồi. Đây là một những thứ mà mình rất là thích. Khi mà có artifact, ta có flint nè, cap nut, có disenchanter. Oh yeah luôn. Disenchant kiểu này. Rồi ngon lành. Đeo lên, ta sẽ không sợ bóng tối nữa. Bởi vậy mới nói đã. Sắp nợt luôn, sắp nợt for luôn. Cái ghế liền. Go set. Ace 2. À, cộng full bộ. Hai team. Netherite. Resistant, fire resistant. Đó thì không cộng. À, có gì đặc biệt nữa không? Cá này có hai cách. Một là bơi xuống chạm. Làm sushi ha. Kia chỉ có một loại duy nhất thôi. Ok. Ok. Phải có cái con kia. Gì đây? Trident cắm vô luôn. Thật tội nghiệp. Oh yeah luôn. Gì vậy? Experience. Cá hồi nè. Ôi có sao luôn kìa. Ôi vàng luôn sướng. Gold gold. Nó là Iron gold diamond. Sướng sướng. Quay về cái. Quay về làm cái shear. Để có cái sushi. Sushi, sushi. Ai ăn sushi không? Sushi Ron. Quất hết. Sushi Ron. Oh. Deep Sea Sushi Ron. Sao kỳ vậy? Chứ phải Sushi Ron làm theo công thức kìa. Seagrass.
Không phải hả? Cái con kia đâu rồi? Cái gì bên đó? Aquamarine Dweller. Đó nó kìa. Đi hỏi thử coi. Đâu phải sushi ron chứ là cái gì? Sushi ron. Đúng rồi, đâu sai đâu. Là sao là sao? Theron. Ủa, Salmon Ron. À chắc là chơi ăn này nè. Rồi gạo đâu, đâu có gạo. Ta phải có gạo nữa. Gạo thì mới làm được. Rồi đạp cho một cái. Cá hồi cắt ra. Gạo, gạo tìm được ở đâu? Phải tìm được cây. Ê, 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 ai vậy, ai vậy? Đâu ra vậy, đâu ra vậy, đâu ra vậy? Đâu bay thẳng qua đây vậy? Không thể nào chấp nhận được. Rồi phải đi tìm vòng vòng xung quanh đây coi có gạo không. Rice ginger. Gạo chắc phải đi cái vùng đồng bằng á. Onion. Có gì bển nữa kìa. Thịt chuột. Bánh mì thịt chuột. Wow, outpost. Hơi bị nhiều thứ. Chỗ đó cũng có vẻ không phải là bình thường đâu. Ai chồng? Hello. One shot. Giỡn bạc hả cưng ơi. Một đập vô bạc liền. Làm ghê thiệt luôn á. Chưa gì hết trơn à. Không có gỗ rồi, chết rồi. Làm cái tàu quăng ra cho nó dính ở chổng luôn. Mình xuống mình đóng cửa không kịp. Báo thiệt báo luôn. Áo giáp gỗ không xi nhê. Một đập của Vindicator lên đường luôn. Bơi qua lấy đồ chạy về. Nó đâu? Có cái gì đó ở dưới rất là ghê. Tốt nhất là không đụng tới. Bất công. Cái lên đường luôn hồi nào cũng hay đó, phiệt lắm á. Chỗ này từ từ đi ha. Mạnh mạnh chút đi rồi vô. Hỏi thăm sức khỏe. Con gà gì bự dữ à. Ôi, gà đây bị béo phì. Gà đây không phải gà bình thường rồi. Gà mập dữ.
Ăn gì bự dữ vậy gà? Tao cũng có gà nè, nhưng mà tao gà nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Con kia béo phì rồi. Con này cũng vậy luôn. Hay quá, gà chứ phải heo đâu mà bự dữ. Xung quanh đây ăn ngó trước cái thôi, từ từ. Đây là con vindicator nó chạy luôn rồi ha. Ghê thiệt á. Rồi và như vậy là trong ngày hôm nay thì mình cũng đi khám phá một vòng khu vực mình đang ở, cũng như là chúng ta đang chuẩn bị đồ ăn để có chuyến đi chúng ta sẽ có được đồ ăn xịn nhất. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip khác. Bye bye.